Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã ấp Tân Thuận, xã Bình Đức của tỉnh Tiền Giang, ở bên cái cổng 1 của trại rắn Đồng Tâm á. Thì ở đây là gần cái khu quân đội á anh chị. Ở đây người ta có bán một nền, giá cũng được, em quay cho anh chị xem nha. Thì cái nền của mình á là hiện tại là nó còn đường đất, nhưng mà xe ô tô vô tới. Cái đường này là sao người ta đổ là ít nhất là cũng phải 3 mét nha anh chị. Em nghe nói là đổ tới 5 mét lận, nhưng mà bèo nhất thì cũng phải 3 mét đi nha. Đường thì rất là rộng, xe ô tô vô tới. Đây, dân cư thì người ta ở cũng đông. Hình như là cái sau lưng là cái quân đội luôn phải không anh? Đó, sau lưng là quân đội luôn đó anh chị. Thì cái nền này nè anh chị, bề ngang á là 5 mét, bề dài á là 30 mét, tổng diện tích á là 150 mét. Giá của miếng này là 550 triệu nha anh chị. Thổ cư là 100% hết luôn. Em đi, người ta đã có xây hàng rào hết rồi nè. Em đi xuống ngoài sau cho anh chị xem nha. Em xin nhắc lại, cái miếng này á là bề ngang là 5 mét, bề dài á là 30 mét, tổng diện tích của miếng đất là 150 mét, trong đó là 100% thổ cư, giá là 550. Giá cả thì anh chị nào xem miếng này thì em dẫn cho anh chị gặp chủ đất á, anh chị nói chuyện với chủ đất. Này, miếng đất của mình là hướng nam nha anh chị. Nè, hướng nam. Em sẽ mở cái định vị lên cho anh chị xem. Đây, như nó hơi mờ nha anh chị. Anh chị để ý nè, nó ngay cái chạy gắn Đồng Tâm luôn đó anh chị. Cái khúc mà bên đường tỉnh lộ 864 là bên cái khu công nghiệp nhiều đó. Đây nè, đây nó quẹo vô. Này nó nổi lên rồi nè anh chị. Nè, cái ngoài này là đường lộ nhựa nè. Đường lộ nhựa ngoài này nó rộng lắm. Đường lộ nhựa ngoài này tới khoảng 7 mét lận á. Rồi cái khi mà cái đường lộ nhựa ngoài này là mình quẹo tay phải vô. Cái mình quẹo tay phải một cái nữa thì vô tới vị trí đất của mình nha anh chị. Nè, em sẽ đi ra ngoài đường lộ cho anh chị xem nha. Ở gần đây thì nó có hai miếng lận. Miếng kế bên luôn, cũng bề ngang 5, cũng bề dài 30, cũng giá 550, cũng thổ cư 100% luôn. Ở video sau em sẽ quay cho anh chị xem. Bây giờ thì em sẽ đi ra cái đường cho anh chị xem nha. Ở đây của mình là... Ở đây là còn huyện Châu Thành hả chị? À, ở đây là còn huyện Châu Thành. Đây, cái đường này là đường chuẩn bị mở nè. Đường này mở tháng sau mở luôn á hả? Mở 3 mét hay 5 mét chị? Vậy hả? À, tháng sau mở anh chị ơi. Em thấy chị đó đưa hai ngón tay có nghĩa là mở 2 mét. Vậy là mở 2 mét nha anh chị. Nhưng mà nói chung thì ô tô vô tới nha. Đây, em đi bộ ra cho anh chị xem. Để em coi ở đây cách Mỹ Tho mình bao xa nha. Để em đi ra ngoài này cho anh chị xem cái. Đây, mình đang đi ra ngoài cái đường lớn đó anh chị. Em đi bộ thì nó sẽ hơi lâu. Nó, em ra ngoài kia thì người ta sẽ không cho em quay đâu nha anh chị.
Thấy. Nè, cái đường lậu nhựa bự ở ngoài này nè anh chị. Đường đó bự lắm luôn á. Ở video sau em sẽ quay cho anh chị xem nha. Đường ngoài đó là nó cũng 7-8 mét lận á. À, ở đây người ta cấm em quay điện thoại. Ở đây mà cách trung tâm của thành phố Mỹ Tho á anh chị là 9 cây số, anh chị nhìn nè. Đây. Hơi mờ nha. Đó. Ở đây thì sẽ cách bến xe miền Tây á là 64 cây số nha anh chị. Nè anh chị. 64 cây số. Rồi. Em xin cảm ơn anh chị nhiều nha.